Và chúng ta bắt đầu đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ đầu tiên ở trong siêu thứ hai đi rồi. Quần có vẻ như đẹp hơn dành các game thủ của Navy. Sen trong tay của game thủ Chim Chảy Nắng và Yamato trong tay của game thủ Nomad. Bên bạn là cái gì ạ? Zomin à? Vâng, như vậy bên bạn có một chém tuyển Roman và một Minoan. Bên bạn không hề xấu đâu, mặc dù bên mình là đẹp hơn. Đánh giá về quần thì quần của Navy đẹp hơn ở trong trận đấu này. Thực sự là công nhận là đẹp hơn thật. Nhưng mà hãy nhớ rằng bên bạn có một bài mà Minoan khung nhà và đánh cung A. Sau đó Roman một trận kích đời sớm thì cũng khoai đấy. Không hề đơn giản. Chúng ta đến với trận đấu này, ngày mai chưa có chiến thắng mở mắt dành cho các thủ của Game TV. Hy vọng trận đấu này thì Chim Sẻ Nắng sẽ đột biến. Và thích đánh hai chém luôn cũng được. Vâng, xem lại quân đánh chém chuyển cùng cực kỳ nhanh và tốt. Thậm chí là cái bài đánh one hit đối phương và bài đánh 1L và 1A. Bánh thường thấy ở trong map này. Nhưng để đánh được bài đó thì sẽ cần phải có một bài nhiều đồ lùa về và một bài khỏe sau khi lên đời xong. Vâng, và nhân tiện đây thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, nhà hàng Newman, nhà hàng Golden Field, website Bóng Đá Fan và nhà tài trợ Kettlephone đã tài trợ cho chương trình này. Vâng, và trong thời gian gần đây thì GTV liên tục cho ra mắt những đối tác mới, đối tác nhà tài trợ và đối tác GameWin.pro. Và đây là một đối tác mà các bạn có thể vào để có thể chơi những game bài tá lả và ba cây sóc đĩa liêng mậu binh sau những giờ làm việc căng thẳng. Và trong này cũng rất nhiều anh em chơi. Ở trong này thì tôi là một trong những thành viên chủ chốt trong cái bộ môn binh. Ông cả mang cái chém gió thế chứ không biết chơi binh đâu. Toàn tôi ở sau tôi chỉ đạo thôi. Mà cứ rời tôi ra phát là lại thua một mớ. Mà cứ tôi chơi thì lại thắng một mớ nhưng mà thả trả chia gì cả. Đấy, bạn nào mà rảnh rảnh thì cứ khoảng tầm 9 giờ tối thì cứ lên bộ binh và chơi với tôi. Mà nhớ nhem nhiều nhiều nha, đem ít quá thắng ít nó không thích. Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại trận đấu này, bài của Chim Sẻ. Một bài mà rất nhiều dương, bàn hiệu đầu là siêu xa. Nhưng Sẻ vẫn có quyết định là lùa về đến nhà của mình. Quả phụ đã có nằm ở góc 6 giờ. Nó một thì sao? IA. Một vòi về. Một đàn hiệu nhưng ở hơi xa, không sao. Tí một chiếc mét đóng và ăn đàn và ăn cái đàn hiệu này thôi. Mà mỗi ngày thì cứ vào binh làm 1-2M coi xong đi ngủ. Thế thôi, đơn giản, việc nhẹ lưng cao. GameWin.pro, một mỏ vàng dành những ai biết chơi. Còn qua trận này thì nó một chết mất một dân rồi. Mấy trận đây thì nó một liên tục chết dân. Bọn toàn do gặp hai sư tử thôi. Cũng không thể trách anh được. Chiếc bet đầu tiên ở chiếc bet thứ hai của nó một đặt ra để ăn đàn hiệu này. Và tí nữa lại phải có một chiếc bet nữa để ăn đàn hiệu khác. Bài là không phải là đẹp dành cho Yamato. Bài 4 hiệu dành cho nó một. Và không có đàn hiệu nào có thể chập lại thành đàn hiệu đôi. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng đến với anh máy của Chim Sẻ. Khả năng trận này Sẻ và anh chém đây em ơi. Vâng, như vậy là Sẻ sẽ đánh cung. Nhưng quan trọng là bài Yamato thì hóa thành cho son. Một bài mà Sẻ rất khung. Và trận này Sẻ muốn đánh cung 27 dân. Dường như vẫn đang xin dân là kích đời. Vâng, như vậy là 28 dân để có thể kích đời chuẩn. Vậy thấy một bài đồ về cực kỳ muộn. Và thậm chí còn không có thêm đồ ăn. Sen đi đập lô. Quân thì đẹp hơn nhưng mà tôi nói rồi, bài dường như là không ổn. Sẻ gió tươi rộng. Đây là một cái map mà Sẻ đang gió ít nhất là khoảng tầm 28%. Thậm chí sắp lên đến 30% rồi. Một voi tôi cũng bú. Một voi cũng phải bú thôi. Sẻ muốn thiết kế một chiếc bét để có thể ăn con voi này và ăn cả gỗ luôn cũng được. Tạm tạm. Vâng, thấy bảo anh bạn là mắc binh. Cả Minoan và Roman đều mắc binh ở trong trận đấu này. 12% đến từ đẹp dài cầm Minoan và 17% đến từ game thủ BB. BB lại một trận lên đời siêu sớm. Trận nào thân BB cũng toàn kích 9 với cả cuối 9 đầu 10 này thì ai chơi.
Kinh khủng tởm đến từ cầu thủ BB. Đây là BA của chim sẻ. Một bàn mà sẻ bắt buộc phải nhà dưới dọc để thủ lại những tên chém đầu tiên của thủ BB. Và đây BM, một trận mà Seng đánh vâng Seng kích 11-0. Như vậy là sẽ sang vâng như vậy là 10-15-9. Vẫn trong đầu 10. May. Vẫn trong đầu 10. Sau khi về nơi 1 cũng 10-15-9. Hai quân lợi thế với Fdời, Seng và Yamato, nhưng Fdời cực muộn. Và đối với top 1 là 10-15-9 là muộn lắm rồi. Vâng, như vậy là cánh bên này thì game thủ cầm Yamato sẽ gặp game thủ cầm Roman. Và hãy nhớ rằng Bi có trận đời siêu sớm nên hãy cẩn thận. Con ngựa giò của Bi có mỗi công thôi, không sao, không sao, bình tĩnh. Vâng, bài của Bi dường như cũng là bài bình thường. Vâng, không có con ngựa giò công giáp đầy đủ là bài bình thường rồi, không phải là bài quá khỏe đến từ Bi nam nhau. Và đây, vâng, mới chỉ có công thôi, Bi không dám quá hổ báo. Này, Bi và chúng tôi này. Và pha vé không thành công. Bi đang muốn rên rứ để có thể ăn con, vâng, ăn cái đạo ông dân này của game thủ No 1. Bây giờ No 1 bò kín đi kiểm mau của mình. Bãi gỗ đã kín. Lên đời có lẽ sẽ là 1L và thủ P. Rồi, bãi gỗ tiếp tục kín. Còn khoảng tầm 7 con ông dân phía bên ngoài, 1 BP được xây ra. Vâng, như vậy là bánh xe. Thông tin về game thủ, vâng, Hùng Đô La tiếp tục lên đời từ ngày hôm qua rồi. Rất sớm. Và thấy bảo thông hiện về Minoan là người đánh cung à. Nột lên đời xong, 1 BP thủ ra nó có bánh xe. Sóc một con chém. Ia kiểu gì lên đời xong, sóc được đúng một con chém thế này. Vâng, pha chọc giò của game thủ nó 1, ăn được 3 dân của game thủ B. Và nột bây giờ bắt đầu mới vẽ ruộng, xẻ và cân hai thời đầu tiên đấy. Bởi vì nó 1 còn lâu nữa mới khỏe. Mặc dù anh chưa giết một con nông dân nào cả, nhưng còn lâu anh mới khỏe. Đưa ông Phù sang nhà của chị Ắng đỡ và để xem chim sẻ đỡ tương chém đầu tiên của Bi như thế nào. Sẻ thang 34 vẫn đang yên ổn. Chưa thấy Bi chém ai. Vâng, sẽ đánh 4A trận này. Đầu cánh của sẻ đó là game thủ cầm Minoan và đánh cung A. Trong tay của thủ về lớp. Và dường như No 1 lại quay trở lại vẫn bị chém. Vâng, Bi cũng 1 BB được thủ ra. Bài của Bi mặc dù lên đời sớm nhưng cũng chỉ đánh được 1 BL thôi thì phải. Vâng, tiếp tục cắt dân và ăn hoàng thêm 1 bãi quả nữa. Bà đánh vừa đắp ruộng vừa điên hoàng của game thủ No 1. Một thời điểm nữa thôi thì No 1 sẽ khỏe. Vâng, một thời điểm khoảng tầm 3 đến 5 phút nữa thì No 1 mới có thể khỏe được. Như lượng vàng đang là hơi yếu. Chơi hai sư tử này. Vâng, công phu sang nhà cái game thủ cầm Yamato. Đó là hình ảnh của game thủ, vâng, của game thủ BB. Nhưng tân của đầu tiên của sẻ đang đưa sang đỡ. Và tân này sẽ là cực kỳ tươi. Ăn được con phù đối phương. Nột mất một con chế, mất một con dân, mất hai con dân. Bi thì công phu cực kỳ khó chịu, cắt dân ra thêm bãi vàng khác. Đây là bài mà No 1 chuẩn bị tăng nhà BL thứ hai. Để tăng nhà BL, tại bây giờ thì No 1 có thể đều 2 BL. Rồi, tốt rồi. Vâng, nâng cấp cả đảo vàng luôn. Vâng, đây là BL thứ hai. Và No 1 sẽ chuẩn bị khỏe lên. Quay trở lại với cái thủ chim sẻ 25X. Vâng, với việc Minoan đánh cung A thì còn lâu Minoan mới để được cung. Và sẻ đang có tên những cơn đầu tiên tạt sang nhà game thủ BB để có thể làm yếu game thủ BB. Thằng này 5x dành cho game thủ chim sẻ bị chém ở nhà kìa sẻ ơi. Cung đoàn của sẻ chưa có sáp, sẻ phải cẩn thận. Rồi, hit and run là khá tốt. Cái này thì phù với cả chúng tôi này. Quả chạy N1 anh đều 2L chưa? Đây rồi, thằng này bài 1 của N1. Đào 2 bẫy vàng và ăn hoang quả cộng với ăn hoang, vâng, có cộng với khoảng tầm 6 cái ruộng tài chính của mình thì No 1 hoàn toàn có thể đều được 2 BL và thậm chí là BL thứ 3 cũng được. Nâng cấp chém 4 dành game thủ No 1. Hai game thủ của BB đang muốn chơi nhà game thủ BB, đưa về thế 2-1. Minoan mặc dù một loại cung khỏe cực kỳ khỏe ở trong đời 3 nhưng cái việc cân đôi là không phải là đơn giản. Đây là pha 1v2 của BB chỉ cầm Roman mà thôi. Vâng, tham lại 6x dành chim sẻ nhưng chim sẻ bị đẩy luôn. Rất nhiều cung A của ông tay của game thủ về lớp. Bài dường như là mắc binh dành cho Minoan. Chim sẻ cần phải lên chặn quái thật sự nhanh. Thi đấu với những con cung A của Minoan thì sẻ cần phải lên chặn quái, chim sẻ sẽ chuẩn bị lên xong chặn quái rồi. Một tên rền rú chờ No 1 sang đỡ. Vâng, No 1 đã tới nơi và sẻ đang muốn chờ từ từ. Chờ đây được rồi đấy. Vâng, hai thủ đang dàn quân. Đây là pha 2v2. Chém No 1 không phải là quá nhiều nhưng có nhiệm vụ để đảo cho game thủ chim sẻ nắng. Cùng của sẻ không hề ít nhưng quái về lớp cũng hơi ít. No 1 đang đảo tươi tốt. Có chơi được này không? No 1 đưa cung sang, vâng, đưa chém sang thật sự đều thì mới chơi được tên này. Thì Lê vẫn đẩy cung lên liên tục. Tên này thì không biết mèo nào sẽ bắn mỉu nào. Cung A đối phương là cung A của Minoan và dường như sẽ đã có chặt cỗ 2 rồi. Lùi một tí, lùi một tí, lùi một tí, lùi một tí.
Vâng, sẽ đang tăng nhà BA thứ 5. Vâng, 6 và thứ 7 luôn, tăng A rất khủng khiếp. Tăng một lúc liền 3 nhà BA. Sẽ đang phải lùi quân lại. Vâng, BA đang mít, đối phương đang lây chờ nhà BA của em. Vâng, chỉ chờ một tí xíu thôi, N1 sẽ cực kỳ khỏe trong thời gian sắp tới. Thằng này 36 của anh đang tụ chém lại để có thể có những cái tên mà sang đỡ cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, nhà BL thứ 3 đưa được xây xong. Vâng, thấy Yamato là con sóc chém cực kỳ đơn giản. Vâng, 3 BL mỗi nhà 3 con. Vâng, sẻ đã có BC, bây giờ đang lùi lại và tụ cũng còn không được. Nhưng nhà BL đã bị ốp. N1 có vàng không? Vứt sẻ khoảng tầm 120 vàng lên cái đầu máu cái. Lượng thịt đang rất nhiều. Đầu máu luôn. Từ từ. Xe đấu vội từ từ thôi. Lột nhiều cung lắm. À, lột nhiều chém lắm. Thằng này của xe tụ chung có 50. 59. Chém của Bi không còn quá nhiều đâu. Khoảng tầm 4-5 con thôi. Rỉa hết những con chém trước là tươi. Thằng này có chơi được không? Còn đâu không? Đây là vị trí đứng cung khá đẹp dành cho thủ chim sẻ. Nhưng của Aminoan đang là rất đông. Và hãy nhớ rằng của Aminoan là tầm xa 7-4. Phá cái đầu quân rất tốt đến từ các em thủ của Liên Quân. Cung R của sẻ đang mất rất nhiều. N1 có chơi được tên này không? Đây là chém 4 của Yamato. Với con chém 4 đang chém những con quà là rất đau. Nhưng với lớp liên tục đẩy những con quà của mình lên. Tên này chơi được không? 4 nhà BL dành cho các em thủ N1. Vâng, sẻ phải giật quân thực sự tốt. Giật quân N1 nhiều cung lắm. N1 nhiều chém lắm. Nhưng mà cung A của với lớp đã đẩy lên là quá đều. Một bài dường như là mắc binh thế giới của em thủ về lớp. Phút thứ 20 mà về lớp đẩy tới một kích cung tròn của Minoan. Và có cả tầm xa 7-4 luôn. Một bài quá khỏe của em thủ về lớp. Bây giờ thì sẻ đang bị lây chờ nhà BA. Và đối phương bắt đầu tràn vào bên trong. Dãy nghe của chim sẻ nắng. Vẫn có thể sắp đều được những con cung đỏ của mình. Cung đỏ đang mắc công nghệ trong này 3. Đầu máu giáp 4, giáp 2 và tầm xa 7-2. Sẽ lùi lại và vẩy e. N1 có chơi được tên này không? 4 nhà BL vào. Vâng, đây là chém của Yamato. Đập BC lên cái đầu máu đấy thì là tươi. Vâng, con chém 4 đang chém cung A rất đau. Bên lớp đã có giáp chưa? Vâng, tên này là chơi được. Vâng, không như vậy không ghi nhận về là giáp 4 dành cho thủ bên lớp. Nhưng chém 1 đang sản được là cực kỳ nhiều. Tên này là tên thủ nhà thành công cho cái vụ chim sẻ. Vâng, thằng sẻ vẫn đang giữ được 57/88. Dụng lương vẫn đang làm, gỗ vẫn đang chặt. Như vậy vẫn là tươi, có ốp ngược trở lại luôn không? Tham lại. Vâng, hãy đè xuống sau tên bắt quân vừa rồi. Rất tươi. Vâng, bây giờ thì VLOP tiếp tục công lên ở cái mặt thằng E bên này. Vâng, đập nhà cứng. Vâng, BB nữa. Vâng, sẻ cố gắng bắt quân ở trong tình huống này để cho N1 có tình huống dồn quân vào nhà của đối phương. Quay trở lại với đội trưởng Gravy No1. Một trận đánh rất hay của anh thằng này nở lên 50. Vâng, có gỗ mà đập được cái BC thì ngon lành. Nhà kìa. Tham 50, 4 nhà BL sóc đều dành cho game thủ No1. Vâng, đối với vâng BB đang công lại một tờ. Nhưng BB cũng khỏe đấy, thằng đầu BB mất có vài dân thôi. Bây giờ thì có lẽ thằng BB cũng hai nhà BL đều. Nhưng No1 có một tờ tạt sang nhà BB cực kỳ hiệu quả, khiến cho BB chết rất nhiều dân. Từ từ bình tĩnh ơi. Tên này liệu rằng N1 có thể đem lại chiến thắng dành cặp đôi của GenTV hay không? Quay trở lại với chim sẻ liên tục bị công bởi game thủ VLOP. VLOP đang áp lực cho chim sẻ để chim sẻ có vẫn không thể có tên kết hợp quân với game thủ N1. Đây rồi, bắt quân. Tên này có bắt được không? Cung R đầu máu chặn cung 2 kết hợp với chém Yamato chém 4 để thi đấu với con cung A của Minoan. Tên này không có sự kết hợp quân đến từ game thủ VB. Nhưng cung A đang là quá đông. Vẫn là 7 nhà BA đều dành cho game thủ chim sẻ. Có chơi được tên này không? Lùi. Không, như vậy sẽ đang quyết định đấu. Vẫn đang là 5-6 nhà BA sóc đều. Vâng, sẽ cần một chút thịt. Nhưng mà có lẽ N1 cũng không có đâu. Khoanh ruộng vừa bị quấy bởi game thủ BB. Vâng, B liên tục có tình huống đi quấy game thủ N1. N1 đang có rất nhiều chém đang thủ tại nhà. Vâng, B cũng 2L đều để đừng có đùa. Vâng, đưa quân sang đỡ thôi. B không biết ăn hoàng ở đâu. Lượng chém đang sóc tương đối đều. Rồi hết chỗ chém hay sáng đi. Mà có gỗ đập được BC thì là ngon. Vâng, B đang quấy liên tục game thủ N1. Không cho game thủ N1 được có thể đưa quân sang đỡ cho game thủ chim sẻ. Sẽ gặp rất nhiều khăn ở trong tơn thiếu này.
Cung A đối phương là cung Amin. Có lẽ phải cứu thôi. Cung A rất đông, khoảng tầm 2 kích tròn dành cho thủ về lớp. Đến chưa? Vâng, tầng này có một kích thôi. Bên này có một kích, có khả năng nó bắt được, có một sang nó bắt được luôn. Vâng, lớp đang tách cung A vào bên trong để ăn con đồng dân của đối thủ chim sẻ chém kia. Nó một chém đi. Rồi, vậy là chơi tên này trước. Còn tên kia đã chơi sau. Vẫn là chiếc nhà BL đều đến từ điểm thử nó một. Đúng là Yamato. Bên này. Nốt đi. Sẻ vẫn đang giữ cái tham này là 7x. Vâng, vậy giữ tham rất khéo, liên tục bị công bởi cái thử về lớp, nhưng mà tham này sẻ chưa bờ tụt xuống. Vâng, dưới 60. Từ từ bao giờ phải có 2v1 thì mới chơi được. Vâng, sẻ vẫn đang thủ nhà cực kỳ chắc, thương hiệu của chim sẻ. Quay trở lại với N1. Vâng, N1 tụt xuống thẳng 26. Một thời gian bẵng đi thủ BB, và BB bây giờ thì đang siêu siêu khỏe. 2 BL đều đến từ thủ BB. Bây giờ trách nhiệm cân hài lại quay trở về với game thủ chim sẻ nắng rồi. Tham lai và tham lai đang đè xuống. Phía lớp đang nở ra cực kỳ to. Cung Amin, bài Minh Hoàn cực kỳ mắc bình. Như nói trong thời đầu tiên, quân mặc dù đẹp hơn, nhưng nếu như bên bạn có một bài Minh Hoàn mắc bình, một bài Roman đột biến thì sẽ không hề đơn giản. Và đúng là như vậy. Cái thế trận mà tôi nghĩ thì nó cũng đã được xảy ra. Mặc dù cung sen của chim sẻ đã có đầu máu, nhưng mà để đỡ lại cung Amin Hoàn thì thế là chưa đủ. Sẽ phải điều thật tốt trong tuần thiếu này thì may ra mới có cửa. Rất nhiều những con cung A phải nằm xuống. Tơn này là tơn điều tốt của chim sẻ. Nhưng thế này là có đủ hay không? Với lớp đang không điều cung A. Sẻ đang có lợi thế. Vẫn là chim bè sóc đều. Bắt được tơn cung A phía ngoài và không thể tin nổi. Cung A cực đông. Nhưng sẻ có một pha điều cung quá khủng khiếp. Bắt hết được tơn này. Một mình sẻ bắt hết được 2 kích tròn của đối thủ về lớp. Cho đó thì N1 chỉ còn tham A 21 mà thôi. Anh mất khá nhiều dần với những tình huống đi sang đỡ nhà cho cầu thủ chim sẻ nắng. Về lượng vâng, BB bây giờ thì cũng 3L. Bây giờ có lẽ rằng mùa 2 là khỏe hơn cầu thủ N1 rồi. Rất đông chém của cầu thủ mùa 2. Pha đấu chém như thế này, mặc dù đối phương có lỗ chẳng nữa thì họ vẫn chơi, nhưng mà đối phương sẽ sản được thêm. Còn N1 thì không. Pha đấu chém này thì N1 sẽ bị lỗ rất nhiều. Quay trở lại với chim tham này 8x. Liên tục bị về lớp cổng. Về lớp cổng nhà thực sự là rất rát. Sẽ bắt được khoảng tầm, từ nãy đến giờ bắt được khoảng tầm 3 kích cung của về lớp rồi. Như là các bạn không, cung R đang có đỏ máu cực kỳ nhiều. Nhưng sẽ đang có tơn hạt điều và đang cực kỳ cố gắng đến từ game thủ chìm sẻ nắng và game thủ nửa 1. Tơn này có thắng được hay không? Đây, sẽ đang điều cung. Số lượng cung R cũng là chết có vẻ như là ngang phèo. Thảm vẫn đang là 7x. Tơn này không chơi được. Cung Amin quá khỏe. Và với lớp để cùng thực sự là thông minh. Những trẻ BC và những trẻ chủ khác cũng đã có dành cho thủ với lớp. Vâng, cung A đẩy lên là điên cuồng. Một pha đi lỗi cung. Nhưng không được. Rất khỏi. Thế bảo BB đang làm bên nhà game thủ màu 6. Game thủ về lớp. Bảo sao là có thể đều 2 nhà BL. Thậm chí là 3 nhà BL. Khó rồi. Lớp thậm chí còn không thèm điều những con cung A của mình. Và tỷ số là 1-0 trong số thứ 2 dành cho cặp đôi của Liên Quân. 4-0 trắng dành cho đội bạn. Quân đẹp hơn, nhưng bên bạn đang thi đấu quá tốt trận đấu này. Bài về lớp dường như là bài mắc binh, chỉ dò có 12% thôi. Như vậy là khoảng tầm 1 vòng rưỡi quay nhà chính là đủ đồ. Bài của Bi lên đời siêu sớm.